cái này không phải là chỉ là một cái những cái ham muốn đơn thuần về thể xác mà nó giúp cho mình có cái sức khỏe tốt, bóng vẽ ra rất là nhiều cái. Thôi anh cứ việc chổng mông lên trời đi, còn bao nhiêu em lo hết cho anh chưa? Em là Giang Quốc Nghiệp, em sinh năm 1989 và hiện tại đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Còn em thì Lê Như Ngọc Mai, em sinh năm 1987, hơn anh Nghiệp 2 tuổi. Và em cũng đang sống với, tất nhiên là anh Quốc Nghiệp là thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở đâu? Rất là serious. Công việc của em hiện tại là gì? Dạ, công việc hiện tại là em giảng dạy thanh nhạc tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh. Giảng dạy thanh nhạc, vậy bây giờ trước khi chúng ta bắt đầu vào câu chuyện tình yêu, em có thể nào em hát một cái câu hay là một cái điệu nào đó để cho khán giả đây được thưởng thức không ạ? Mai là người miền Trung một chút xíu thì bây giờ Mai gửi gắm cho chồng luôn này. Đây với đây không dây mà buộc, em với anh chàng không chuốc mà sao say hơi chàng, chàng ơi. Là say luôn ông này. Trời ơi. Có phải hồi đó đi diễn và gặp Mai cho nên chính vì cái giọng hát này và chính vì ánh mắt này mà Quốc Nghiệp đã bị mê hoặc bởi cô ấy không? Thực sự ra thì tụi em đi rất là nhiều chuyến giao lưu văn hóa. Tụi em gặp nhau rất là nhiều nhưng mà chưa bao giờ để ý sâu hết á. Nhưng mà có một lần cuối cùng thì Mai nói là chắc chuyến đi lần cuối này là Mai sẽ không đi nữa. Thì Mai nói cái điều đó xong hôm đó tự nhiên em cũng cảm thấy sao á. Nói chung là tự nhiên mình... Ở đâu cái lần đó đi diễn ở đâu? Lần cuối cùng mình đi là hình như ở Đức. Xong rồi á, cái em nghe cái câu đó em thấy tiếc sao, tự nhiên mình đang đi chung cũng vui, ăn uống rồi kia, tại vì em hay xách đồ cho mấy bà này, còn mấy bà này hay cho đồ em ăn, hay đói đó. Xong rồi á mới xách giùm chị, cái chị để ý mình, xong mình cũng để ý chị, xong cuối cùng chị hỏi ủa Nghiệp sinh năm mấy vậy, cái em mới nói là Nghiệp 89. Ồ vậy em nhỏ hơn chị. Em quê rồi đó. Em là hồi đó giờ em không có thích ai mà xưng chị với em hết đó. Em chỉ nói không, Nghiệp chỉ thích xưng tên thôi. Nghiệp, có ý đồ cho nên mới để vậy thôi. Nhưng mà còn Mai sao, lúc thực sự trong lòng em là bắt đầu em say ảnh từ lúc nào? Dạ chắc lâu lắm. Lúc đầu tiên là hai đứa gặp nhau 2011 là ở Pháp, là không có bao giờ để ý vì nghĩ là xiếc thì mình cũng tôn trọng với nhau vậy thôi chứ mình cũng không có để ý lắm. Thì khi ảnh chồng đầu nhau nói sao hai người này chơi dại quá vậy, mà ai cũng nói trước là hai người này giỏi lắm. Thì mình cũng nói ừ thì giỏi vậy thôi. Đi với nhau rất là nhiều chuyến nữa thì cứ thấy như vậy thì cũng thấy tội. Mấy cái đợt cuối thấy có vẻ sắp pha ly cho mình nhiều hơn, rồi hỏi han lân la đòi học thanh nhạc. Lúc đó là mê rồi đó. Học thanh nhạc. Dạ, học thanh nhạc vì ước mơ ngấm ngầm của anh là được làm ca sĩ. Nhưng mà cái lần đó lý do tại sao mà em lại có ý định là không đi lưu diễn nữa? Bởi vì em nghĩ rằng là cái đam mê của mình, cái sự nghiệp của mình nó cũng sẽ có một cái chừng mực nào đó. Thì mình cũng nghĩ là mình cũng đã 27 tuổi rồi. Thì em nghĩ là thôi mình để còn lo nhiều chuyện khác rồi, gia đình đủ thứ hết. Năm đó em cũng thi một cái cuộc thi của chuyên nghiệp toàn quốc, cũng lần cuối cùng em tham gia luôn. Mai thi cái đợt cuối cùng thì em chạy xe từ đó xuống đó, nghe nhưng mà không muốn cho bạn phát hiện được. Xuống đâu? Xuống tới Vũng Tàu lần. Thì tự nhiên em không biết gì hết, tự nhiên sao thấy một người đứng trước mặt mình chuẩn bị mình lên thi, trời muốn quéo miệng luôn, muốn không hát được luôn. Nhưng mà xúc động không anh thiệt? Dạ xúc động, thì anh này là vì cái quả đó đó cho nên mới đánh em một cái là em u đầu luôn đó. Em do dự rất là nhiều, xong cuối cùng là em quyết định em xuống. Xong cuối cùng khi mà xem xong là thực sự là thấy rất là thương, bởi vì hiểu được hoàn cảnh nè. Xong rồi rất là cảm ơn mấy cái chị ở trong nhóm Mặt Trời Mới đã gắn kết cho em với Mai. Và đó cũng là cái lần đầu tiên mà tụi em có gặp tình cảm với nhau đó, đúng không? Trong thời gian mà hai em yêu nhau đó thì có những cái kỷ niệm nào đáng nhớ không? Thì có một cái em ấn tượng mà để mà em quyết định là sẽ gửi gắm cuộc đời của mình cho ảnh luôn á. 50% là ảnh thôi, nhưng mà 50% quyết định là ba mẹ của ảnh. Là bởi vì một gia đình quá tử tế. Cái đợt đó là em bị sốt xuất huyết rất là nặng. Thì ảnh là đang để ý mà, thì hai người chỉ nhắn tin với nhau thôi. Thì ảnh đợt đó là đi công tác ở đâu, ở Thụy Sĩ. Thì ảnh biết là bị sốt xuất huyết thì ảnh mới gọi cho mẹ. Mẹ của ảnh nói là bạn con đang bị sốt xuất huyết mà chỉ có ở một mình thôi, thì có gì mẹ xem. Thì mẹ của ảnh gọi cho em, nói là con bị sao rồi, nói là nếu như không có ai thì đi qua đây ở rồi bác chăm sóc cho. Thì không biết lúc đó tự nhiên em qua nhà ông này ở luôn chị. Xong rồi ngủ với mẹ của ông. Cả tháng trời ảnh đi. Rồi bắt đầu mình mới hiểu cái nếp sau.